Nghe Lực trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2022. Nghe Lữ mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghe Lữ và chị Đặng Ngọc Minh, là mẹ của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Kính thưa quý vị, Nguyễn Đặng Minh Mẫn là một cô gái sinh năm 1985. Cô nghĩ đến cái hiện tình đất nước, đã tham gia đấu tranh và cô đã bị bắt ngày 2 tháng 8, kết án ngày 2 tháng 8 2011, lúc Nguyễn Đặng Minh Mẫn cháu mới có 26 tuổi. Cháu đã phải chịu bản án là 8 năm tù cộng với 5 năm quản chế, và Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã ở đúng 8 năm, tức là 2 tháng 8 2019 cô mới được ra tù, ra khỏi cái nhà tù nhỏ để bước vào cái nhà tù lớn. Đến nay đã 3 năm, đã 3 năm một người thiếu nữ mất cả tuổi thanh xuân chỉ vì cái lòng yêu nước, chỉ vì dám dấn thân đấu tranh. Một người thiếu nữ từ 26 tuổi và hôm nay đã 37 tuổi. Thưa quý vị, sau khi ra tù, cháu đã phải cố gắng tìm cách mưu sinh bằng những cái việc buôn bán nhỏ, vẫn không thể sống được khi mà bị nhà cầm quyền làm khó dễ. Thưa quý vị, mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghe Lữ và chị Đặng Ngọc Minh, là mẹ của Đặng Ngọc Minh, như sau. Trước hết, Nghe Lữ chào chị Minh. Thưa chị, chị có thể cho biết rằng trong suốt 8 năm mà Mẫn để ở tù như vậy đó, thì chị có thể biết rằng gia đình chị có bao nhiêu cháu, và cái thời gian mà 8 năm tù như vậy đó, thì anh và chị đã phải vất vả nuôi cháu như thế nào, thăm nom cháu như thế nào, và hiện nay thì anh chị có điều gì muốn nói với người Việt trong và ngoài nước, thưa với chị Minh? Dạ, em xin chào anh Nghe Lữ, chào tất cả các anh chị, cô chú bác ở hải ngoại. Em là Đặng Ngọc Minh, là mẹ của cựu tù nhân Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Hiện tại gia đình em đang sống ở tỉnh Trà Vinh, và thời gian gia đình em bị bắt là ba mẹ con bị bắt ngày 31 tháng 7 năm 2011, nhưng cái ngày khởi tố là ngày 2, thành thử ra bây giờ trong giấy tờ thì cứ vẫn ghi là ngày 2 tháng 8, như vậy là mất đi hết 2 ngày tù của tụi em, tức là em bị lỗ đó. Thì trong cái quá trình thời gian ở tù đó thì Minh Mẫn là người bị chính quyền Việt Nam kết án là lôi kéo mẹ và anh trai theo, nên Minh Mẫn phải chịu một cái mức án là 8 năm tù. Minh thì bị 3 năm tù và 4 năm quản chế. Còn anh trai của Mẫn thì 18 tháng tù giam. Và khi xử sơ thẩm thì Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc bị án treo 3 năm và 37 tháng 14 ngày thử thách. Và sau 37 tháng 14 ngày đó, anh trai của Mẫn còn bị thêm 2 năm quản chế, không được rời khỏi nơi cư trú. Nhưng hiện tại bây giờ thì mẹ và anh trai đã hết quản chế rồi. Còn Minh Mẫn thì sau khi ra tù là được 3 năm, tròn 3 năm, tức là còn 2 năm nữa Minh Mẫn mới hết quản chế. Thì trong cái thời gian mà ba mẹ con bị bắt á, là gia đình ở nhà chỉ có 4 người thôi. Thì ba mẹ con đã bị bắt rồi thì kể như ông xã còn có một mình, phải vất vả mưu sinh để tìm cách để mà hàng tháng đi nuôi vợ con. Rồi ở nhà lại bị áp lực của chính quyền Cộng sản Việt Nam nữa. Thì cuối cùng là ba của Minh Mẫn buộc phải chạy xe Honda ôm để kiếm tiền hàng tháng mà lên Sài Gòn. Lúc đó là ba mẹ con bị giam ở trại B34 ở quận Nhất, và hàng tháng
thì anh cũng đều lên để mặc dù tiền bạc thì lúc đó cũng rất là hạn hẹp, một tháng mấy mẹ con chỉ được có mấy trăm ngàn trong tù thôi đó, thì ăn uống cũng kham khổ, ở tù mà đâu có cái gì gọi là sướng được. Thì ở trong đó còn có mấy ngày nữa là đúng 1 năm thì ba mẹ con bị chuyển ra Hà Nội. Ra Hà Nội thì ở trại B3, B14 của trại giam Hà Nội đó, thì ở đó 6 tháng ông xã đi thăm được 2 lần nhưng không được vào gặp mặt đó, là chỉ tới trại giam rồi chỉ gửi đồ vô thôi rồi về. Rồi sau khi ở Hà Nội được 6 tháng thì chuyển ra Nghệ An để xử sơ thẩm. Thì xử sơ thẩm lúc đó là ngày 8 và ngày 9 tháng Giêng năm 2012, 13, 12, 13 gì tự nhiên mình quên rồi. Thì ở suốt thời gian đó, nói chung là ở tù ở đâu cũng rất là khổ, nhất là những người trong Nam mà bị đưa ra miền Bắc cải tạo thì phải chịu cái lạnh đó, rồi gia đình đi thăm nuôi cũng rất là khó khăn. Ông xã của mình đi thăm ba mẹ con á, là lúc đầu ông xã mình đi bằng ô tô, phải đi 2 ngày 2 đêm mới tới được ngoài Bắc đó. Rồi sau khi mà tôi mãn hạn tù tôi về, công an nó đưa mình về, mình mới có đi tàu hỏa nên mới biết tàu hỏa đi nó cũng đỡ vất vả hơn rồi ô tô. Nên sau đó thì tôi về, mình với ông xã cùng nhau trong vòng mình ở 3 năm mình về, mà mình phải chịu quản chế 4 năm. Thì 4 năm đó muốn đi thăm Minh Mẫn thì mỗi một lần đi vậy mình phải gửi đơn cho công an ở phường, ở tỉnh, coi như là nó chuyển đi khắp công an từ từ cái hệ thống, là từ phường lên thành phố, rồi thành phố mới chuyển qua công an tỉnh để nó duyệt giấy cho đi. Thì 1 năm á, hai vợ chồng chỉ đi thăm chung được 2 lần để cho Mẫn nó đỡ nhớ cha hoặc là đỡ nhớ mẹ đó. Rồi sau đó thì tháng thì chồng đi, tháng vợ đi, mặc dù rất là khó khăn vất vả nhưng vẫn cố gắng, gia đình vẫn thắt lưng buộc bụng gói ghém để mà hàng tháng phải đi thăm Minh Mẫn, chứ không thể bỏ con mình. Sau khi tôi ra tù về, bỏ Minh Mẫn ở lại một mình, lúc đó là hai mẹ con bị cải tạo ở trại giam số 5 Thanh Hóa, mình bỏ con mình về, mình hết hạn mình phải về để con mình ở lại. Tôi rất là đau lòng, ruột mình đứt từng khúc, nhưng tới ngày về là mình phải về để Minh Mẫn ở lại phải chịu đựng 5 năm. Thì trong 5 năm đó có mình ở chung á, thì Minh Mẫn nó còn đỡ, mình còn can thiệp, mình còn binh vực con mình. Còn là Minh Mẫn ở lại một mình á, tụi công an nó cũng kiếm chuyện, nó cho người vô hành hung, rồi tù nó kiếm chuyện. Có nghĩa là cuộc sống trong tù là mình phải mỗi ngày mình phải mỗi chiến đấu với công an cộng sản, rồi mỗi ngày phải chiến đấu với mấy con tù khác nữa. Nên trong suốt cái thời gian quá trình ở tù rất là khổ sở vất vả. Nếu ai mà tinh thần mà không có mạnh mẽ là người ta sẽ ngã gục, người ta cũng phải bị bệnh tâm thần. Nhưng ở đây mình vì cái tinh thần yêu nước, vì cái lòng của mình thương yêu đồng bào, có những cái oan ức, những cái mà người dân mình không chịu đựng được, mình phải đấu tranh. Mà mình biết cái việc đấu tranh á, là mình phải bị rơi vào tù tội, nhưng gia đình mình vẫn chấp nhận. Và bây giờ sau khi Minh Mẫn ra tù ở đủ 8 năm, có nghĩa là trong gia đình không có ai mà nó bớt được một ngày nào hết, nghĩa là chung đủ rồi về. Thì bây giờ về cuộc sống hiện tại bây giờ thì sau khi Minh Mẫn nó về nhà được 1 năm thì không có làm gì được, cha mẹ cũng không làm gì được, nên buộc lòng là gia đình phải chia đôi. Tôi và ông xã là phải về quê, mà quê đó là quê của mình, quê ngoại. Về đó thì có đất của ông ngoại cho từ lâu rồi, mình có một căn nhà vừa phải để mình ở, mình dưỡng già, rồi mình trồng rau nuôi cá, rồi để mình kiếm cái sinh hoạt mình ăn uống hàng ngày để cải thiện đời sống. Chứ thực sự ra khi mà những người vướng vào cái mác mà gọi là đấu tranh trong nước đó, chống dân quan để chống mà cướp đất, coi như những người mà đã bị vào tù rồi là coi như bị đì suốt đời, suốt đời, mà có thể là qua cái đời con đời cháu đời chắt của mình nó cũng vẫn không tha đâu. Thì gia đình tôi hiện tại là chia đôi,
Minh Mẫn thì vẫn ở, tại vì còn đang quản chế phải ở Trà Vinh. Còn hai vợ chồng già thì phải trở về quê ở. Thì trên này có trồng trọt được những cái cây rau ngắn ngày như là mồng tơi hay là nhờ rau thơm, rau muống đó, thì cung cấp về dưới cho Minh Mẫn nó ăn. Rồi mình trồng đu đủ đó, trồng những cái cây như là mình ăn chuối rồi đó, thì những cái đó là mình trong 5-7 tháng, 1 năm trời là mình có tìm được để mình ăn rồi đó. Thành ra cuộc sống bây giờ á, tôi với ông xã tôi cũng già mà tôi cũng bệnh tật. Sau khi ra tù về thì tôi cũng bệnh tim rất là nặng, là hiện tại bây giờ á, là bị hẹp động mạch vành, thì tôi cũng đã hoàn chỉnh, cố gắng đã đặt được mấy cái stent ở trong tim rồi, thành thử ra bây giờ máu thì nó cũng không có lên cao và nó cũng không có bị đau động mạch vành nữa. Ông xã thì già thì cũng bệnh, nói chung thì từng tuổi 60 mấy gần 70 thì nó không được hoàn chỉnh á, nhưng mà cũng còn đi đứng được, cũng còn sinh sống được. Còn riêng Minh Mẫn thì coi như là bây giờ cả gia đình á chỉ sống về coi như là mình tự cung tự cấp vậy thôi, chứ còn không có nhảy ra mà buôn bán được gì. Tôi và Minh Mẫn cũng có thời gian thuê cái quán của người khác để mà bán bún riêu đó, bán cháo rồi, nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng vẫn không không bán được, có nghĩa là mình cũng không làm được gì hết. Nên cuộc sống bây giờ cũng khá khó khăn đó anh. Dạ vâng. À, cái câu hỏi của nghe Lữ là sức khỏe của chị đó, thì nghe nó cũng đã mổ tim, cũng đã đặt được 4 cái van rồi, vân vân. Nhưng về sức khỏe của Minh Mẫn đó thì hiện nay như thế nào thưa chị? Sức khỏe của Minh Mẫn thì nói chung á thì cháu không có mang một cái chứng bệnh nào nan y. Chứ có nhiều người ra tù rồi về cũng rất là nhiều thứ bệnh, nhưng rất là may, cũng nhờ Chúa thương, ân trên cũng phù hộ che chở, thì Minh Mẫn về á thoạt đầu là không có bệnh gì hết, cũng chỉ có những cái bệnh nhẹ thôi, rồi làm lại răng, rồi đi cắt kiến lại, bị mắt bị cận gì đó. Nhưng mới đây thì qua cái quá trình mà thời gian ở tù 8 năm trời, ở trong nhà tù thì nó đâu có được sạch sẽ, mà ở ngoài Bắc, nhất là ở ngoài Bắc là xài toàn là những cái nước mà nó lấy từ nước núi đá vôi gì đó, em nghe tụi nó nói vậy đấy, ngoài Bắc họ nói vậy đó. Rồi về thì bây giờ Minh Mẫn nó lại bị một cái bệnh là nhiễm khuẩn về đường tiết niệu đó, thành ra hôm nay cũng có đi Sài Gòn để chữa bệnh nhưng vẫn chưa hết à. Gọi là nó bị một cái loại siêu vi khuẩn gì đó mà nó viêm nhiễm, người ta đổi thôi, bác sĩ người ta cho biết cái kết quả là do mình, cái nguồn nước của mình xài nó rất là bẩn nên Minh Mẫn bị. Rồi cũng có nhờ anh chị em, những người quen mà họ cũng có cái lòng giúp đỡ mình cho những người đấu tranh về mà trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, thành ra các anh các chị đó người ta cũng có hướng dẫn tới những bác sĩ mà người ta làm cũng có tâm, có nghĩa là người ta cũng có ăn tiền nhưng mà nó cũng giảm đi một phần nào cho mình. Thì Minh Mẫn đang điều trị cái bệnh đó. Dạ vâng. Có một câu hỏi của nghe lời cũng khá tế nhị đó, đó là một người con của chị lại là một người con gái, thì thưa chị, 26 tuổi cháu đã vào tù, không biết cái thời điểm đó cháu có bạn trai chưa, rồi đến nay đã 37 tuổi, thì không hiểu được rằng cái sự an ủi của người phụ nữ đó, đó là một cái mái ấm gia đình, làm người mẹ nhìn con gái của mình ở cái tuổi thanh xuân nó trải qua, nó đạp phải trải qua như vậy, mà hiện nay cháu vẫn đang đơn thân, thì cái tâm trạng người mẹ như chị đó, thì chị nghĩ như thế nào? Tại sao là cháu là người thiếu nữ, cũng không phải là nó là cháu xấu, cháu cũng đẹp đấy, nhưng mà tại sao bây giờ vẫn đơn thân như vậy, rồi không có cái điều kiện sinh sống như thế nào? Thì chị có cái điều gì muốn tâm tình với cái tâm tình người mẹ khi đứa con gái mình bất hạnh như vậy thưa chị? Dạ thưa anh, em cũng xin nói rằng gia đình em thì em chỉ có 2 đứa con thôi. Đứa thứ nhất là con trai là anh Minh Mẫn, rồi kế đó là Minh Mẫn, em chỉ có hai đứa con thôi. Cái thời gian năm mà anh trai của Mẫn được 9 tuổi, Minh Mẫn vừa chưa được tròn 4 tuổi, thì vợ chồng em đã có đi vượt biên
và đi vượt biên thì qua trại tị nạn ở Thái Lan, rồi cũng không may được đi định cư, tại vì nó cũng hết cái ngày đóng cửa của các nước tạm dung, nên khi quay về thì vấn đề mà học hành của con cái em thì nó cũng đã dở dang, nhưng em vẫn cố gắng cho mỗi đứa học đều được hết lớp 12. Thì nói thật tình ra mà nói thì bây giờ anh trai của Mẫn cũng đã cưới vợ được một đứa con 5 tuổi rồi, còn riêng Minh Mẫn thì nó là một đứa con gái ngoan hiền, tức là thời gian hồi còn con gái, hồi còn chưa đi tù đó thì cũng ở nhà phụ giúp mẹ, rồi cũng đi lễ nhà thờ, chứ còn cũng có nhiều bạn trai cũng có thương đó, cũng có tới nhà, nhưng mà hình như lúc đó là cũng không có duyên nên thì cũng quen quen vậy rồi thôi à, chứ còn Minh Mẫn cũng không quan tâm, mà nói chung là Minh Mẫn cũng không có đa tình, không có lãng mạn. Nếu mà nó đa tình lãng mạn thì chắc cũng ghệ nhiều à, cũng có bạn trai nhiều. Rồi cho tới năm 26 tuổi, trước đó thì em có cho Minh Mẫn học xong lớp 12 thì Minh Mẫn học về ngành y tế, học sơ cấp dược. Nhưng mà vô học thì cũng bị đì. Có nghĩa là vô thì những đứa mà con ông cháu cha nó không đi học mà tới lần thi á thì nó thi nó lại đạt điểm cao, còn mình đã đi học mỗi ngày mình cố gắng rồi đóng tiền học nữa, nhưng cuối cùng rồi thì cũng hạng bét, nên Minh Mẫn nản quá, Minh Mẫn không có chịu lên trung cấp học. Rồi sau đó thì em có cho Minh Mẫn đi học làm neo đó, thì bây giờ Minh Mẫn cũng có biết làm neo, nhưng mà bây giờ sau cái vụ án này về coi như là mình không thể làm gì được nữa hết, bởi vì làm á thì nó tới nó ngồi nó trù nó ẻo, rồi đừng nó xúi là người này người kia không được chơi với gia đình đó không tốt người kia, nên thành thử bây giờ Minh Mẫn á 26 tuổi bị ở tù, và bây giờ năm nay ở tù 8 năm, rồi bây giờ đã về được 3 năm nữa thì năm nay Minh Mẫn vừa đúng 37 tuổi, cũng vẫn chưa có bạn trai, và cũng tức là em đôi lúc em cũng buồn, có nghĩa là sau khi mình già mình mất thì con mình nó sống với ai, nó cũng phải có một hai đứa con để hủ hỉ về già, nhưng bây giờ nó cũng vẫn chưa kết hôn. Nhưng em cũng có nói với Minh Mẫn bây giờ lớn tuổi rồi, chắc cũng phải lập gia đình, nếu có ai thương đó, thì mình nhắm thấy được thì ưng đó. Thì Minh Mẫn nói thôi cái duyên số thì chừng nào nó tới, nếu mà con không có chồng thì con ở vậy con nuôi ba mẹ tới già. Nhưng mà cháu thì cháu rất là hồn nhiên lắm, không không có mà để ý tới cái chuyện tình yêu đâu, nói có chồng cũng được, không có chồng cũng không sao, bảo vậy à. Chứ mình làm cha làm mẹ mà con mình nó thành lập gia thất được thì mình cũng yên tâm đó, còn nhỡ mà gặp như không có hạnh phúc thì mình cũng khổ. Thưa chị, bây giờ nếu có điều gì đó mà chị trong cái thời gian gia đình bị khó khăn như vậy, thì thưa chị, có được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân hay những tổ chức đảng phái nào hay không, và nếu có cái lời cảm ơn hay có điều gì chị tâm tình chia sẻ để chị nói để chấm dứt cuộc nói chuyện, thì chị sẽ nói điều gì thưa với chị Minh? Thưa anh, thưa quý khán giả, thì hiện tại cuộc sống của mình giống như mình trình bày từ nãy giờ đó, tức là lúc mà gia đình còn đang ở tù thì nói chung ông xã mình ở nhà cũng không biết ai, cũng họ ở bên hải ngoại thì nói chung có rất nhiều kiều bào, rồi cũng có những cái tổ chức thỉnh thoảng thì cũng có gửi tiền, nên gia đình mới tích cóp được, mới để dành dụm để đi thăm nuôi. Nhưng sau khi ra tù về tới giờ thì coi như là mình đã trả án xong rồi, thì các mạnh thường quân ta còn phải cũng phải lo cho các anh chị em khác còn đang ở khốn khổ ở trong tù, nên cái thời gian mà gia đình mình đang ở tù đó thì cũng được rất là nhiều anh chị em cô bác con cháu, có những bạn trẻ cũng thuộc về đám con cháu của mình thì mình nói chung vậy đi đó, cũng có gửi tiền giúp đỡ trong lúc mình còn đang ở tù, thì sẵn dịp mà có dịp để lên sống với anh Nghi Lữ thì gia đình của cô và Minh Mẫn xin chân thành cảm ơn tới các anh chị em cô bác kiều bào ở hải ngoại. Bây giờ cũng không biết những người gửi cho mình là ai, thì cho mình xin
chân thành cảm ơn một lời chân tình đến tất cả những người mà hồi xưa tới giờ có từng gửi tiền giúp đỡ cho gia đình Minh Mẫn, thì cho tôi xin cảm ơn. Và những cái quý giá nhất là những lúc mình đang khốn khổ mình ở trong tù mà được sự giúp đỡ của mọi người, vậy là cái ơn đó không bao giờ mình quên được. Tôi xin chân thành cảm ơn một lần nữa tới các kiều bào, cô bác, anh chị em ở bên hải ngoại đã từng giúp đỡ gia đình mình. Dạ vâng. À, cái câu cuối cùng tôi muốn hỏi chị là khi mà cả gia đình bị ở tù như vậy đó, riêng Mẫn bị án rất là nặng, thì thưa chị có biết bị khép vào tội gì không, theo điều nào không thưa chị? Tức là khi khi bị công an bắt đó thì mình cũng không biết mình vi phạm điều gì, nhưng mà khi mà họ giam mình gần cả năm trời ở ở cái trại B34 ở Sài Gòn đó, cái đó có cái trại đó có thuộc Bộ Công an, thì khi mình nhận được cái kết cái biên bản mà kết luận thì mình mới biết là họ xếp mình vào cái tội là điều 79. Điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam là hoạt động để nhằm lật đổ chính quyền. Và cái hình phạt đó là cái hình phạt nặng nhất ở ở trong cái Bộ luật Hình sự mà nói về những người mà nói là xâm phạm an ninh quốc gia đó, thì họ cho là cái án 79 là án nặng nhất, và cái quản chế 5 năm là cái quản chế mà tối đa nhất của những tù nhân chính trị. Ok, cảm ơn chị Minh nhé.